chú mường dân văn ni, tam vị chú mường nghề, thiên thiên chú ba đệ nhất nữ tây thiên ni về. Sáng tựa sao sao quang, sáng tựa sao sao chú ba đệ nhất tiêu thụ nhã nhạc hát ca vang lừng
cát lật lưa đời loan giá sòng sơn ý là bài sai đố chiêu lục cung nan đang ai vốn dòng sơn cha kính tình mang chúc mang sang mặc che mang nửa cơm lam cha ngàn niềm có phèn xin ai đi tìm một tí à à à à khúc ca vàng.
dõi truyền thiên hạ ứng nghiêm. Ba vị tiên thánh giúp dân thù đời, dân sơn đỉnh là nơi sở tại. Thấy một người kỳ khái khôn ngoan, ý là thánh gia hồi cục đi. Nguyện hồ dân văn na chú bó nhìn nguyện hồ bắc giác yên thế là nơi đi về. Tin đưa về tới kinh đô có bà
chú bói nguyệt hồ mi rất hay. Chú xem cửa nhà trong gia sử năm nay. Đồng còn khuya sớm phụng hồ 30 mộng 1 10 tứ hồ.
Nước nghe chảy dì dào.
đã mọc thấp mi cao tầng. Cảnh thanh xuân thiều quang mây tỏ, chú thác bờ là tiên nữ giáng sinh, họ đường áo trắng đai xanh. Rừng bạch mai, rừng trúc, rừng thông,
đường lên uốn lượn khúc sông ý à ơi trời vang tiếng khen môi mặt lung linh hoa đào thắm đôi bọn hài dịu dàng chân đương mặt long lanh hoa đào thắm vang tiếng khen điều đang xa vời. Mặt long lanh hoa đào thắm vang tiếng khen điều đàn xa vời.